Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thưa quý vị, trong khi mà hàng ngàn người vẫn đang biểu tình ở ngay tại đất nước Venezuela thì bên phía chính quyền Hoa Kỳ, ông Tổng thống Donald Trump cũng như là Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đóng băng gần như toàn bộ tài sản của ông Nicolas Maduro. Ông là Tổng thống của bên phía đất nước Venezuela mà theo như những tin tức gần đây cho biết rằng ông muốn thay đổi hiến pháp. Như vậy, bên phía ông Nicolas Maduro, ông đã nói gì thưa quý vị? Trong một cuộc cái video phát sóng ở trên truyền hình thì ông Nicolas Maduro ông nói là chúng tôi không có đầu hàng trước những cái thế lực thù địch bên ngoài. Bởi vì những cái sự mà cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý của đất nước Venezuela đó mà ông Maduro nói là một cái cuộc thay đổi lịch sử, là một cuộc cách mạng trong lịch sử thì chúng tôi vẫn sẽ làm và vẫn không có đầu hàng trước những cái mối nguy hại. Khi mà được hỏi về chuyện ông nghĩ như thế nào về chuyện mà nội bộ của Venezuela mà bên phía Hoa Kỳ lại nhúng tay vào, ông nói thì lẽ dĩ nhiên bên phía chính quyền Hoa Kỳ không muốn không muốn một người mà khác quan điểm của Hoa Kỳ lên nắm quyền và cũng giống như lên thay đổi hiến pháp mà thôi thưa quý vị. Những mâu thuẫn vẫn đang xảy ra và đất nước Venezuela, cái khổ, cái đau khổ và cũng giống như cái thiệt hại là về chính người dân thưa quý vị. Theo những nguồn tin cho biết rằng đã có ít nhất là 10 người đã thiệt mạng trong những cuộc biểu tình đụng độ như thế này. Vâng thưa quý vị, trong khi đó sáng sớm ngày hôm nay tại Moscow, ngay trong tòa án khi mà một phiên xét xử đang diễn ra thì lại xảy ra một cái vụ nổ súng mà khiến cho ít nhất là 3 người thiệt mạng và vài người khác bị thương. Thì các luật sư có mặt ở trong phiên tòa kể lại thưa quý vị, cái vụ xét xử này khi đó đang có tổng cộng là 11 bị cáo đang diễn ra thì bất ngờ là có một số bị cáo đã rằng lấy súng từ những nhân viên an ninh đang gác ở trong tòa và kết quả là 4 người thiệt mạng khi mà có hơn 20 phát súng đã nổ ra. Cả 4 người chết đều là bị cáo của một phiên tòa này. Thì theo như tờ AP, phiên tòa này đang xét xử một cái băng đảng xã hội đen có tên là Grand Theft Auto khi mà những người này từng tham gia sát hại hơn 17 người lái xe mô tô trong suốt nhiều tháng từ năm 2014 thưa quý vị. Những công tố viên cho biết là các băng nhóm này đã đặt trông đặt đinh ở trên đường khiến cho những người lái xe mô tô phải dừng lại và bọn chúng đã tiến ra và xả súng giết chết những người lái xe mô tô này. Thì những thành viên này đều là người đến từ khu vực Trung Á và giới chức của Moscow cho biết là trong số những người bị thương có một người đàn ông và một người phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện với thương tích không có nặng lắm và cả tòa nhà khi đó đã được phong tỏa để mà tiếp tục điều tra thưa quý vị. Trong khi đó thì tin tức về chuyện ông Communication Director, tức là giám đốc truyền thông của bên phía tòa Bạch Hóc, đó là ông Anthony Scaramucci đã bị cách chức thưa quý vị. Đây là chân dung của ông và lý do vì sao ông trở thành nhân viên tòa Bạch Hóc đầu tiên có những ngày làm việc ở ngay tại đây ngắn nhất trong lịch sử thưa quý vị, chỉ có 11 ngày mà thôi. Sự việc xảy ra sau khi mà ông coi như là người phát ngôn nhân của bên phía tòa Bạch Ốc, đó là ông Sean Spicer, đã từ nhiệm sau khi mà có tin tức đưa ra cho biết rằng bên phía chính quyền của ông Trump đã bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci lên làm giám đốc của bộ phận truyền thông. Và cũng như là sau khi mà tin tức này được loan ra chỉ một vài ngày sau đó thì chánh văn phòng tòa Bạch Ốc thưa quý vị kim luôn, đó là chức vụ, đó là giám sát trưởng của bên phía tòa Bạch Ốc, đó là ông Ron Priebusch, cũng đã coi như là từ nhiệm để phản đối những gì mà ông Anthony Scaramucci đã lên và theo như báo chí truyền thông họ nói là đã làm loạn trong chính quyền nội bộ ông Tổng thống Donald Trump. Và điều gì đã xảy ra? 11 ngày sau đó, Anthony Scaramucci lại bị chính quyền
lại bị chính ông Tổng thống Donald Trump, người trước đây đã đưa ông lên cái chức vụ cao quý này, từ nhiệm. Theo một trong những cái thông tin từ bên phía tờ New York Times đó, họ đưa ra, họ nói rằng ngay sau khi mà tin tức gọi là cắt chức ông Anthony được đưa ra, thì bên phía ông Tổng thống Trump đã yêu cầu tất cả các mật vụ dẫn giải ông Sakamushi rời ra khỏi tòa Bạch Ốc một cách coi như là bí mật và không có coi như là thông tin gì được đưa ra cả. Sự việc này xảy ra sau khi mà bên phía ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội an, đó là ông Đại tướng, ông John Kelly, đã lên làm thay thế làm chánh văn phòng, tức là tham mưu trưởng cho chính quyền ông Tổng thống Donald Trump. 11 ngày vừa qua, có thể nói rằng là 11 ngày coi như là xui xẻo đối với ông Anthony Sakamushi, bởi vì ông vừa mất chiếc ghế, vừa mất quyền lực và vừa mất vợ luôn, thưa quý vị. Bởi vì tin tức họ cũng cho biết rằng người vợ 38 tuổi của ông cũng là một trong những người phụ nữ rất giỏi đã đệ đơn ly dị ông Anthony Sakamushi, bởi vì theo như bà nói đó, với cái tham vọng chính trị của ông Anthony Sakamushi thì coi như bà không thể nào sống nổi. Bởi vì với cái tư tưởng và suy nghĩ của ông Anthony thì ông chỉ có chính quyền và người dân Hoa Kỳ và con cái của ông mà thôi, thưa quý vị. Cũng theo như một số nguồn tin đó, họ nói rằng việc mà thay thế ông Anthony Sakamushi là một việc đã an bài trước đây. Những cái nguồn tin này người ta nói rằng ông Tổng thống Donald Trump mượn gió bẻ măng, tức là mượn tay ông Anthony Sakamushi với những lời phát ngôn coi như mà theo như người ta nói là rất là ngạo mạn, chửi coi như đổng tất cả những người này là những người tâm thần phân loạn, để đuổi ai? Đuổi thứ nhất đó là phát ngôn nhân, đó là ông Sean Spicer. Thứ hai là chánh văn phòng lúc bấy giờ, đó là ông Rand Peirce. Để rồi xong việc rồi thì bắt đầu coi như là không còn cho ông giữ chức vụ này nữa. Tuy nhiên có một số nguồn tin đó, người ta lại nói rằng chính ông Anthony Sakamushi là người đã có những cái sự đụng độ với cố vấn an ninh trưởng của bên phía tòa Bạch Ốc, đó là ông Steve Bannon. Ông trước đây là tổng biên tập của một tờ báo Privacy News. Nhưng cái việc đó mà đã khi một khi đã đụng tới ông Steve Bannon rồi, tức là đụng tới ông Đại tướng John Kelly. Bởi vì mối quan hệ rất thân thiết giữa ông Steve Bannon và ông John Kelly rất là thân thiết. Đó là lý do mà chỉ một ngày sau khi mà ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội an lên làm chánh văn phòng thì ông đã đệ đơn lên cái đề nghị, đó là hãy cắt chức ngay lập tức đối với lại ông Anthony Sakamushi. Nội bộ của bên phía chính quyền Hoa Thịt Đốn đang rất là lủng củng, và cũng giống như có nhiều nguồn tin cũng được đưa ra. Mặc dù trước đây bên phía phát ngôn nhân của bên phía Tòa Bạch Ốc nói ra nội bộ của ông Tổng thống Trump vẫn rất đoàn kết và không có cái sự xáo trộn nào cả. Trong khi đó, thưa quý vị, quay về với những bản tin địa phương thì mọi nỗ lực tìm kiếm hai người bạn trẻ và cũng là cư dân của Westminster vẫn đang được tiếp tục, khi mà cả hai người này đã bị mất tích khi mà đi cắm trại ở vườn quốc gia Joshua Tree từ thứ Sáu vừa qua. Thì đây là hình ảnh bên phải là cô Rachel Nguyễn, 20 tuổi, thưa quý vị, và Joseph Obeso, 21 tuổi. Thì hai người này là hai người bạn, đều là cư dân của Westminster, và cô Rachel cũng là thành viên của Liên đoàn Hướng đạo Chí Linh ở quận Cam chúng ta. Cả hai được biết là đã đi đến vườn quốc gia từ hôm thứ Năm, đã đổ xe ở phía tây bắc của công viên và bắt đầu đi leo núi. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhận được báo cáo mất tích của hai người này khi mà họ đã không check out ra khỏi khách sạn đúng ngày. Thì đây là hình ảnh mà chiếc xe cảnh sát tìm được của cả hai. Họ đậu ở cái khu vực này khoảng chừng một mai rưỡi rồi đi vào ở bên trong, thưa quý vị. Nhưng mà có một cái đặc điểm, đó là cái kiến sau, một trong những cái kiến sau đã không có lên hết nữa, thưa quý vị. Cho nên nếu mà họ đậu xe để mà đi cắm trại thì cái chi tiết này nó hơi không có bình thường. Thì tối ngày hôm qua, Liên đoàn Hướng đạo Chí Linh cũng đã tổ chức một cái buổi thắp nến cầu bình an cho hai anh chị ở Long Beach. Và dự kiến là trong ngày hôm nay, một số tình nguyện viên của Liên đoàn Hướng đạo Chí Linh cũng sẽ đi lên vườn quốc gia Joshua Tree để cùng với giới chức an ninh của San Bernardino tìm kiếm Rachel và Joseph. Trước đây, Thảo Yên đã bao giờ đi hiking?
đi cắm trại rồi đi đi bộ ở ngoài chứ, giống như có đi, thật sự không có thích lắm vậy. Vì nắng nóng mà với lại thấy hơi sợ hơi lo. Một trong những cái sự kinh hoàng nhất sau khi mà chúng ta đi hiking đó, mà có lẽ là quý khán thính giả trong Lido Sài Gòn TV cũng đã đi hiking rất nhiều rồi, đó là thứ nhất, đó là sợ bị lạc đường. Bởi vì khi mà chúng ta đứng giữa coi như là đồng hoang hiu quạnh đó, thì chúng ta sẽ không biết được hướng đi của nó như thế nào. Thứ nhất, thứ nhì, đó là rắn. Rắn chết. Đây là chúng ta chỉ nói tới tác động của thiên nhiên thôi quý vị nhé. Coi như là phương hướng rắn rết, chưa kể tới việc đó là nếu chúng ta bị khát nước thì sao. Bởi vì trên cái hoang mạc thì làm sao chúng ta có thể tìm được nước, chưa kể những con sâu bọ rắn, sâu bọ gián, nhiều nhiều thứ lắm. Và một trong những cái tác nhân mà có thể là nhiều người vẫn suy nghĩ và suy đoán, đó là tác nhân từ chính con người. Bởi vì ở nơi đồng hoang hiu quạnh thì chúng ta sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Do vậy, đã có những cái khuyến cáo được đưa ra lúc chúng ta đi hiking. Thứ nhất, đó là trang bị cho chúng ta thật nhiều đầy đủ những cái dụng cụ để bảo vệ chúng ta. Nào là dao găm, nào là nước nè, kính nè, rồi đèn pin, nhiều thứ lắm. Và thứ hai, quan trọng nhất, đó là chúng ta phải đi theo từng nhóm người, chứ không nên đi riêng lẻ tẻ từ 2 cho tới 3 người. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả trong phần cuối cùng trong bản tin này. Sự kiện thành phố Los Angeles sẽ đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic vào 11 năm sau. Kính mời quý vị cùng theo dõi.